Trưa ngày 25 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đoàn đại biểu cấp cao lên đường thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Thiên Tân theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 15 năm thành lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Rất nhanh sau đó, thông tin này đã xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội Trung Quốc. Hàng loạt báo chí và chuyên gia Trung Quốc đồng loạt đưa tin về sự kiện này. Trong đó có những bài viết nhận lại được hàng chục ngàn bình luận đến từ netizen Trung Quốc. Vậy netizen Trung Quốc đã nói gì thì Bang Song 4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trước tiên cho tôi hỏi, hạm đội Mỹ hiện tại đang ở đâu? Có phải đang ở Việt Nam không? Vừa tiếp đón xong Hàn Quốc rồi đón tàu sân bay Mỹ, Thủ tướng của họ lại sang thăm Trung Quốc. Thật khó để tìm được một quốc gia thứ hai có chính sách ngoại giao như thế này, vẹn cả đôi đường, đúng là hảo hán. Tàu sân bay Mỹ đang ở Việt Nam, Việt Nam nói chung đang chơi thân với Mỹ, hãy nên cẩn thận. Nhưng phải công nhận những năm gần đây, Việt Nam xây dựng và phát triển rất nhanh. Cùng lúc đó, hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đang ở tại Việt Nam. Có thể dễ hiểu, đó là chính sách của Việt Nam từ trước đến nay là như vậy. Tôi mong họ luôn giữ vị trí trung lập, không nghe theo lời xúi giục của Mỹ mà làm ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Chỉ có hòa bình, nhân dân mới ấm no hạnh phúc được. Việt Nam họ rất khôn ngoan. Trong việc ngoại giao, khó có nước nào có thể sánh bằng. Trung Quốc chúng ta là một nước lớn nên không cần nhìn mặt ai để sống. Còn Việt Nam thì khác, họ là một nước nhỏ và đang phát triển. Việc giao lưu và hợp tác với tất cả thế giới là rất quan trọng. Họ không thể mất lòng ai. Đây là một chính sách khôn ngoan. Đất nước giàu mà không mạnh, chỉ có dân an cư lạc nghiệp, sống yên vui là vũ khí lợi hại nhất để bất khả chiến bại. Xin chân thành chúc mừng tình hữu nghị Việt Trung mãi trường tồn. Xin chân thành chúc Tổ quốc và tất cả các quốc gia thân thiện với nhau, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việt Nam không phải là một đất nước dễ dàng, ngoại giao của họ rất tốt. Không có bạn bè vĩnh viễn và không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau mới có thể cùng nhau có lợi, cùng tồn tại hòa bình và tình hữu nghị lâu dài. Tôi đã lướt thấy hàng không mẫu hạm của Mỹ đang ở Việt Nam. Đầu tiên họ phải giải thích tại sao lại cho tàu sân bay USS Ronald Reagan cập cảng, trong khi đó lại đến thăm Trung Quốc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi nghe nói rằng đường sắt cao tốc Indonesia sắp đi vào hoạt động. Người dân của họ rất biết ơn Trung Quốc và cả chính phủ của họ đang rất nóng lòng muốn sang Trung Quốc. Chúng ta hãy xây đường sắt cao tốc cho Việt Nam, lúc đó chúng ta có thể tiến quân vào thành phố Hồ Chí Minh nhanh hơn. Việt Nam cũng đang muốn lắng nghe góp ý của Trung Quốc, Việt Nam lại không muốn làm mất lòng ai, đây là đỉnh cao của ngoại giao. Tôi thấy chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam hoành tráng hơn chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ. Không biết Ngoại trưởng Mỹ sẽ thấy thế nào khi thấy chúng ta tiếp đón Việt Nam nồng nhiệt như thế này. Việt Nam là một ngôi sao đang lên, hết Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, nay lại đến Trung Quốc. Vị trí địa lý đặc biệt là lợi thế của họ, bất cứ quốc gia nào cũng muốn giao lưu và củng cố quan hệ với Việt Nam. Tôi đã rất bối rối, nhưng hãy cho họ biết rằng Trung Quốc sẽ mang lại thịnh vượng và Mỹ sẽ mang lại tai họa và đau thương. Đây là quy luật của thế giới ngày nay, nền kinh tế của Việt Nam đã phát triển tốt trong những năm gần đây và bây giờ sẽ phát triển hơn nữa nhờ sự đãi ngộ khi đến thăm Trung Quốc. Bất kể bạn là ai hay bạn đến từ quốc gia nào, miễn là bạn có thái độ thân thiện, Trung Quốc luôn chào đón bạn nồng nhiệt. Như câu nói cổ xưa của Trung Quốc, bất cứ ai đến nhà đều là khách. Việt Nam hiện nay buôn bán với Trung Quốc rất nhiều. Nhiều công ty sang Việt Nam xin thuế xuất khẩu nên phải thông thương với Trung Quốc. Việt Nam cần Trung Quốc giúp xây dựng cơ sở hạ tầng. Hàn Quốc đến Việt Nam, Việt Nam đến Trung Quốc. Việt Nam vừa tuyên bố cho hàng không mẫu hạm Mỹ cập cảng. Không biết tình hình bây giờ ra sao? Chỉ khi Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng thân thiện, chúng ta mới có thể cùng nhau thịnh vượng và chung sống hòa thuận. Chào mừng bạn đến thăm chúng tôi thường xuyên. Người dân Trung Quốc là những người bạn trung thành nhất của bạn. Lễ đón Thủ tướng Việt Nam này phải có Ngoại trưởng Hoa Kỳ ở đó chứng kiến, như thế mới hấp dẫn. Chắc Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ chết vì tức giận sau khi xem nó. Trên thực tế, một nước nhỏ bị kẹp bởi các nước lớn là một thế khó, giống như leo núi mà mất đi cân bằng, dễ dẫn tới diệt vong. Việt Nam đang làm tốt công việc của mình, vừa duy trì quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Mỹ. Không nghiêng hẳn về một phe nào, chắc chắn sẽ phát triển hơn trong tương lai.
nên xây vạn lý trường thành với Việt Nam giống như Myanmar, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Những người bình thường chúng tôi tin rằng người Trung Quốc của chúng tôi là quốc gia tốt nhất trên thế giới. Tất cả các quốc gia trên thế giới đến với Trung Quốc sẽ được chào đón như vậy. Lễ đón Thủ tướng Việt Nam rất hoành tráng, nước Mỹ, Ngoại trưởng Blinken cảm thấy như thế nào khi chứng kiến cảnh tượng này? Trong thời gian này, Việt Nam đang làm khá tốt. Vị trí địa lý của Việt Nam còn quan trọng hơn cả Đức và châu Âu. Giỏi lắm quê hương, Việt Nam nổi tiếng ở Trung Quốc hơn cả Mỹ. Trung Quốc và Việt Nam thân thiện với nhau, người Trung Quốc và Việt Nam tiến lên. Trung Quốc và Việt Nam là một gia đình. Ukraine nên học cách ngoại giao của Việt Nam, vừa có quan hệ tốt với các nước láng giềng, vừa có quan hệ tốt với các nước trên thế giới. Trung Quốc rất gần, Hoa Kỳ rất xa. Trung Quốc và Việt Nam cách nhau một hàng rào, chúng ta nên hợp tác và cùng nhau tiến lên. Giao lưu giữa các quốc gia cũng giống như quan hệ giữa người với người. Khi bạn mạnh thì người khác sẽ chủ động tìm đến bạn, hoặc khi bạn đến sẽ tiếp đón rất nồng hậu. Nếu bạn không mạnh và không nhận được lợi ích gì thì không ai quan tâm đến bạn, đó là thực tế. Chỉ bằng cách hợp tác với chúng tôi ở Trung Quốc mới có hòa bình, người dân mới có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, vì đất nước có thể thịnh vượng và hòa bình. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, hành động mẫu hạng cập cảng Việt Nam để làm gì, có thân thiện không? Những quốc gia này nhất định phải cẩn thận, không nên giúp họ quá nhiều nên đề phòng. Tôi nghe thông tin nói rằng tất cả các quốc gia lớn trên thế giới sẽ đến Việt Nam trong thời gian sắp tới. Không biết điều này có thật không? Trong tương lai, vị trí địa lý của Việt Nam sẽ là cán cân của thế giới. Việt Nam đang chơi cân bằng giữa hai quốc gia mạnh nhất thế giới, Trung Quốc và Mỹ. Họ đang hưởng lợi từ đó. Bằng hữu tới thì có rượu ngon, chó rừng tới thì có tên lửa. Việt Nam là hàng xóm thân thiện, đương nhiên chúng ta phải tiếp đón chu đáo rồi. Tôi hy vọng quan hệ của hai nước ngày càng tốt đẹp, để nhân dân hai nước được ấm no hạnh phúc. Tôi thấy tiếp đón với họ nghi lễ cao cấp như vậy là thừa. Đừng quên họ vừa tiếp đón xong Hàn Quốc và hàng không mẫu hạ Mỹ vẫn còn ở đó. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ cách đây không lâu. Lúc xuống máy bay, cảnh tượng đó giống như một người làm công ăn lương, còn Việt Nam lại khác. Chúng ta nhiệt liệt chào đón họ đến với Trung Quốc. Chúc cho tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam mãi trường tồn. Chúc nhân dân Trung Quốc và Việt Nam hạnh phúc và an khang. Chúc nhân dân thế giới hòa bình và hữu nghị để cùng nhau tạo dựng một ngày mai hạnh phúc và tươi đẹp. Chơi cân bằng giữa hai bên là một lựa chọn sáng suốt. Nhật Bản và Hàn Quốc chọn ngả về Mỹ và sẽ phải trả giá, và họ sẽ phải gánh chịu hậu quả trong tương lai. Sự lựa chọn của Việt Nam rất khôn ngoan. Tuy là một nước nhỏ, nhưng không để một nước lớn nào uy hiếp cả. Đây không phải là Hàn Quốc, vừa rời đi thì liền tới đây. Điều này không khác gì tát vào mặt Hàn Quốc sao? Đó là một số bình luận của netizen Trung Quốc. Ngoài ra còn rất nhiều bình luận khác nữa. Đa số netizen Trung Quốc đều thắc mắc tại sao tàu sân bay Hoa Kỳ đang ở Việt Nam mà Thủ tướng Việt Nam lại sang thăm Trung Quốc. Tất nhiên việc sang thăm Trung Quốc đã được lên kế hoạch từ trước đó, và đó là lời mời của Thủ tướng Trung Quốc. Còn một số netizen Trung Quốc khen cách ngoại giao của Việt Nam, vừa chơi cùng với hai ông lớn của thế giới và không để mất lòng ai. Nhưng bên cạnh đó vẫn có rất nhiều netizen Trung Quốc tỏ thái độ ghét Việt Nam. Đó là nội dung của ngày hôm nay, còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.